Quý vị thân mến, trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khi cuộc kháng chiến bước vào giai đoạn thoái trào, địch càng tập trung lực lượng quân đội mạnh với các vũ khí hiện đại. Lực lượng quân đội ta, đặc biệt là lực lượng phòng không thường ở thế không có lợi so với lực lượng phòng không hùng mạnh hiện đại của Mỹ Ngụy. Tuy nhiên, sự mưu trí, sáng tạo trong việc sử dụng lực lượng phòng không của quân chủng phòng không không quân đã tạo nên cách đánh chủ động, linh hoạt, áp đảo tinh thần địch, khiến chúng hoảng loạn, lo sợ, góp phần to lớn làm nên chiến thắng vang dội của toàn dân tộc năm 1975. Nỗi ám ảnh của phi công Ngụy trong chiến dịch Hồ Chí Minh 1975. Thắng lợi của cuộc tổng tiến công mùa xuân năm 1975 với đỉnh cao là thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, là thắng lợi của toàn dân tộc. Chiến thắng vang dội năm 1975 của quân và dân ta là sự kết hợp của nhiều yếu tố, trong đó nổi bật là sự chỉ đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam với đường lối chiến tranh nhân dân, đặc biệt là nghệ thuật tổ chức sử dụng lực lượng phòng không đi cùng bộ đội binh chủng hợp thành của Đảng ta. Trong một thời gian ngắn, một lực lượng phòng không đông đảo đã được nhanh chóng tổ chức. Quân chủng phòng không không quân đã huy động một số lượng lớn các vũ khí chiến đấu cho các đơn vị như pháo phòng không cho hơn 50% số trung đoàn, 243 xe phục vụ, 134 khẩu pháo, 68 cơ cấu phóng tên lửa tầm thấp A-72 và 794 đạn cho các quân đoàn chủ lực. Trong mỗi đội hình sư đoàn bộ binh được biên chế một tiểu đoàn pháo phòng không, 1-3 phân đội tên lửa tầm thấp A-72, các trung đoàn bộ binh có một đại đội súng máy phòng không 12,7 ly, các trung đoàn bộ binh có một đại đội súng máy phòng không 12,7 ly, các sư đoàn, trung đoàn phòng không được biên chế vào đội hình các quân khu, quân đoàn. Đây là bước chuyển biến quan trọng trong nghệ thuật tổ chức sử dụng lực lượng phòng không tác chiến đi cùng đội hình binh chủng hợp thành. Đầu năm 1975, lực lượng không quân Ngụy hùng mạnh được huy động trên chiến trường với tổng số là 1.852 máy bay các loại trong biên chế của 6 sư đoàn không quân. Về số lượng, không quân địch được đánh giá là đứng hàng thứ 3 trên thế giới. Tương quan lực lượng chênh lệch giữa ta và địch là một thách thức lớn đối với toàn bộ các đơn vị và các hoạt động của ta, cũng như các lực lượng phòng không. Vì vậy, để tập trung lực lượng và xây dựng thế tiến công kịp thời, bảo đảm cho chiến dịch được diễn ra thuận lợi, Bộ đội phòng không đã chủ động cơ động hàng nghìn km vượt qua nhiều địa hình phức tạp, hiểm trở, với đội hình pháo nặng nề, công kênh, dễ bị phát hiện và đã tham gia chiến đấu hàng trăm trận. Tuy nhiều trận đánh địch của lực lượng phòng không có công sự ngụy trang chu đáo, có trận địa chính thức, trận địa dự bị, nhưng đa số các trận đánh diễn ra trong điều kiện hành tiến, không có đầy đủ công sự ngụy trang, các trận tao ngộ chiến với cả địch trên không và cả mặt đất, mặt nước. Mặc dù chiến đấu trong điều kiện thiếu thốn và nhiều điểm không có lợi cho ta, nhưng lực lượng phòng không đã dũng cảm chiến đấu, tiêu diệt và làm tan rã 6 sư đoàn không quân, thu và phá hủy hơn 1.000 máy bay, bắn rơi bắn hỏng hàng trăm máy bay, bắn chìm bắn cháy nhiều tàu chiến địch, phá hủy nhiều hỏa tiễn lô cốt, ổ đề kháng, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, góp phần to lớn cho tác chiến, chiến dịch thắng lợi. Hợp lực chiến đấu và chiến đấu trực tiếp để bảo vệ đội hình quân đoàn là các sư đoàn phòng không. Trên các hướng tiến công chủ yếu, các mũi thọc sâu của các sư đoàn bộ binh, ta thường tập trung lực lượng từ 1-2 trung đoàn phòng không. Đặc biệt nhất là chúng ta đã tập trung toàn bộ lực lượng A-72 cho các đơn vị binh chủng hợp thành. Sự hỗ trợ đắc lực của tên lửa tầm thấp A-72 đã tạo điều kiện cho các đơn vị đặc công, các mũi đột kích, thọc sâu của xe tăng, bộ binh đánh địch có hiệu quả, khiến chúng phải khiếp sợ kêu lên khi quan sát thấy cảnh tượng tên lửa của ta đuổi hạ máy bay địch. Hỏa tiễn tìm nhập Việt Cộng, hạ phi cơ rồi. Cách tấn công của quân ta đã áp đảo tinh thần địch, làm chúng hoảng loạn và sa sút. Các ổ đề kháng bị tiêu diệt, tạo điều kiện cho bộ binh, xe tăng ta phát triển tiến công. Sự kết hợp mật thiết giữa lực lượng A-72 và bộ đội ta đã tạo nên cách đánh táo bạo, linh hoạt, bất ngờ gây nhiều tổn thất cho địch. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, tên lửa tầm thấp A-72 đã giúp quân ta bắn rơi tại chỗ 34 máy bay địch. Ngay trên hướng Tây Bắc Sài Gòn, trong ngày 29 tháng 4, tên lửa A-72 đã bắn rơi 9 máy bay địch ở Phú Lâm, Tân Tạo, ngã tư Bảy Hiền. Cũng trong chiến dịch Hồ Chí Minh, chúng ta đã tổ chức thành công kết hợp tác chiến giữa lực lượng phòng không với bộ binh, xe tăng và các tổ, đội, bộ binh bắn máy bay thấp. Hỏa lực của các loại vũ khí trang bị pháo phòng không 57 ly, 37 ly, 23 ly và súng máy phòng không 12,7 ly đã phát huy tối đa trong việc tấn công cả địch trên không và địch mặt đất, mặt nước. Riêng hai trung đoàn phòng không 234 và 284 đã bắn cháy bắn chìm 10 tàu chiến địch trên sông Đồng Nai.
Ngoài ra, bằng các loại vũ khí có trong tay như súng bộ binh, súng máy 12,7 ly, các đơn vị xe tăng bộ binh đã chiến đấu quyết liệt với máy bay địch, kết hợp các phương tiện trang bị từ súng bộ binh, súng máy phòng không, pháo phòng không, tên lửa tầm thấp, cả tên lửa và không quân. Chúng ta đã tạo ra một lưới lửa dày đặc bao phủ trên diện rộng, đảm bảo các cuộc tấn công địch liên tục trong suốt quá trình chiến dịch. Nỗi ám ảnh của phi công Ngụy. Sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta là sự nghiệp chính nghĩa nên được các nước xã hội chủ nghĩa đứng đầu là Liên Xô và Trung Quốc đồng tình ủng hộ. Tên lửa A-72, theo cách Việt Nam đặt, là một loại tên lửa vác vai. Liên Xô trước đây gọi là 9K-32 Stela 2, dịch nghĩa ra là mũi tên. Mỹ gọi là SA-7, còn NATO đặt tên là Grail. Loại này có chiều dài là 1,4 mét, đường kính 70 ly, nặng 9,97 kg, nên khi bắn phải vác trên vai. Tầm bắn của A-72 là 500 đến 5.500 mét. Khi được bắn ra, áp dụng nguyên lý đầu dò tầm nhiệt, A-72 sẽ bám theo luồng khí xả của động cơ máy bay hoặc sức nóng của động cơ trực thăng mà bám và phát nổ. Không lực Việt Nam Cộng Hòa được Hoa Kỳ cung cấp số lượng máy bay rất lớn, được xếp hạng sức mạnh khoảng thứ tư trên thế giới và thứ hai tại châu Á, chỉ đứng sau Mỹ, Liên Xô và Trung Quốc, theo số lượng máy bay và binh sĩ. Một số nguồn cho rằng không lực Việt Nam Cộng Hòa lớn thứ sáu trên thế giới hoặc thứ ba. Lúc cao điểm, không lực Việt Nam Cộng Hòa có tới trên 2.300 máy bay và trực thăng các loại, tức là còn nhiều máy bay hơn cả không quân các cường quốc đương thời như Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản. Tuy nhiên, khi so sánh với không quân Hoa Kỳ, thì không lực Việt Nam Cộng Hòa chỉ có không quân chiến thuật để hỗ trợ tiền tuyến, mà không có không quân chiến lược. Đồng thời, lực lượng này đã bị Hoa Kỳ kiểm soát và khống chế việc chỉ huy các chiến dịch, khiến phi cơ chỉ có thể hoạt động giới hạn tại Nam Việt Nam, không được phép thực hiện những phi vụ oanh tạc sâu vào lãnh thổ miền Bắc Việt Nam, cũng như hai nước láng giềng là Lào và Campuchia. Tính đến cuối năm 1974, với sự viện trợ quân sự của Mỹ, quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã xây dựng được 6 sư đoàn không quân hỗn hợp với tổng số quân lên tới 62.583 tên. Trong đó có 6.788 phi công, tổng số máy bay lên tới 1.850 chiếc. Trong đó có 260 máy bay chiến đấu. Chất lượng máy bay cũng cải tiến, ví dụ như thay F-5A bằng F-5E. Có thể nói đây là lực lượng không quân đông đảo và hùng mạnh. Để đáp trả các đòn tấn công bằng vũ khí hiện đại của địch, A-72 xuất hiện vào năm 1972 trong chiến dịch Quảng Trị. Tiếp những năm sau đó thì A-72 đã góp phần đáng kể vào chiến thắng của quân giải phóng, đặc biệt trong việc chống máy bay cường kích và trực thăng của Mỹ Ngụy. Trong hồi ký của mình, các phi công Ngụy sau năm 1975 di tản sang Mỹ, Úc, Pháp đều thể hiện sự ái ngại khi nhắc tới tên lửa tầm nhiệt SA-7. Trong những trận đánh không tên trong quân sử của tác giả Huỳnh Hữu Nghị, một phi đội trưởng không quân phi đoàn 213 Ngụy đã viết về nỗi ám ảnh của các phi công năm xưa như sau. Pháo binh phòng không của địch quân dày đặc như cây rừng, gồm đủ các loại từ trung liên tiệp khắc đến RPD, tới 12 ly 8, cao xạ 20, 37, 57, 83 ly, rồi tên lửa cá nhân SA-7 nhằm ngăn chặn không quân Việt Nam Cộng Hòa. Phi cơ trực thăng, vận tải, ném bom, bất cứ loại nào vào vòng lưới lửa không tan thây cũng nát cánh. Trong vòng tử địa, chúng tôi nghĩ đến vệt khói xanh của SA-7 nhanh như cắt từ rừng núi âm u phóng lên phi cơ. Chúng tôi bay thấp trên dải sương mù, tránh được tầm ngắm của cao xạ. Tuy dễ hướng đạn vũ khí nhẹ, nhưng còn hơn bị lãnh hỏa tiễn SA-7. Trong bài Vĩnh biệt Nha Trang, tác giả Vĩnh Hiếu, một sĩ quan không quân Ngụy cũng kể về sự cảnh giác của các phi công Ngụy đối với loại tên lửa kinh hoàng của quân giải phóng như sau. Tháng 3 năm 1975 tại khu vực đèo Madarak, phi công Huỳnh Râu điện cho tổ bay. Hãy tác xạ vào đám rừng bên sườn đồi, đừng vào gần, có trường SA-7. Ngay vậy, tất cả các giác quan của tôi bừng dậy như chạm vào luồng điện. Cách đây 2 tuần, một chiếc của phi đoàn 219 Kinh Bi vừa lãnh một trái SA-7, loại sát thủ của trực thăng. Ở bài khác, ông Vĩnh Hiếu viết, khoảng 10 giờ sáng ngày 29 tháng 4 năm 75, phi đoàn 215 lệnh cất cánh 3 trực thăng võ trang bay vòng quanh phi trường trước đó 1 giờ. Một chiếc gunship AC-119 bị hỏa tiễn tầm nhiệt SA-7 bắn rớt, chứng tỏ địch quân đã tiến sát thủ đô làm chủ chiến trường.
Theo thống kê của Steven Zaloga trên tạp chí GIR số 4, 1994, thì ở Việt Nam, từ năm 1972 đến năm 1975, đã có 528 tên lửa A-72 được phóng đi, bắn rơi 45 máy bay các loại, đạt tỷ lệ diệt mục tiêu là 8,5%, trong đó xác suất diệt máy bay lên thẳng đạt tới 28,8%. Tên lửa SA-72, hay còn gọi là SA-7 của Liên Xô viện trợ, đã phát huy tối đa kết quả tác chiến trong tay các xạ thủ của Việt Nam. Tiêu biểu phải kể đến thành tích của tên lửa A-72 của binh đoàn Hương Giang tham gia chiến dịch cuối cùng tháng 4 năm 75. Bằng một phát đạn A-72, đồng chí Lê Đại Cương đã bắn rơi tại chỗ một máy bay phản lực F-5E bổ nhào ném bom, bảo vệ đội hình của binh đoàn tiếp tục tiến xuống phía Nam. Xạ thủ Nguyễn Văn Thoa, quê thôn Cao Xá, xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, được biên chế vào đại đội 3 tiểu đoàn chủ lực 172 phòng không không quân, chỉ với tên lửa vác vai A-72 và đôi chân trần đã một mình dũng cảm bắn rơi 13 chiếc máy bay địch, trong đó có chiếc máy bay cuối cùng của Mỹ Ngụy bị lực lượng ta bắn hạ. Cựu chiến binh, xạ thủ Nguyễn Hữu Căn thuộc tiểu đoàn 172 tên lửa A-72 từng bắn rơi 5 máy bay địch trong chiến tranh, trong đó có 2 chiếc bị ông bắn hạ trong ngày 29 tháng 4. Ông kể: "Ngày ấy, lực lượng tên lửa A-72 miền Đông Nam Bộ chúng tôi tham gia cùng mũi tấn công các sư đoàn 5 và sư đoàn 9 bộ binh của đoàn 232 từ phía Nam tiến về Sài Gòn. Trong đó, mũi của tôi đi phối thuộc với sư đoàn 9 do đại đội trưởng Nguyễn Văn Tiện chỉ huy và tôi khi ấy là tiểu đội trưởng, đồng thời là xạ thủ số 1. Vào chiến dịch Hồ Chí Minh, đơn vị chúng tôi vượt sông Vàm Cỏ sang ém quân bao vây thị xã Hậu Nghĩa của tỉnh Hậu Nghĩa cũ, ngay sát Sài Gòn. Rạng sáng ngày 29 tháng 4, quân ta tấn công giải phóng thị xã Hậu Nghĩa đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt của quân địch cả dưới đất và trên không. Trên trời, các máy bay cường kích và máy bay trinh sát của địch liên tục quần đảo. Tôi nhớ, khoảng 12 giờ trưa ngày 29 tháng 4, khi chúng tôi đang ăn trưa tại trận địa, thì có một chiếc máy bay trinh sát L-19 của địch bay qua. Ngay lập tức, tôi vớ ống phóng, đứng lên thao tác khẩn trương, dê ngắm theo mục tiêu đã ở ngay trên đỉnh đầu và phóng đạn. Vì góc phóng thẳng đứng nên đuôi lửa phụt ngay xuống gót chân tôi nóng bỏng, nhưng quả đạn đã lao lên trúng mục tiêu, khiến chiếc L-19 rơi như một chiếc lá. Nghe tiếng hò reo mừng rỡ của bộ đội và nhân dân trong khu vực, tôi cũng quên cả cảm giác bỏng rát gót chân mình. Đến khoảng 3 giờ chiều hôm ấy, khi một tốp A-37 của địch bay đến ném bom vào đội hình của bộ binh ta, tôi đã kịp thời phóng quả đạn thứ hai trong ngày và một chiếc A-37 đã trúng đạn rơi tại chỗ. Với thành tích trong một ngày bắn rơi 2 máy bay địch ấy, một lần nữa tôi lại được tặng thưởng huân chương chiến công giải phóng. Nhưng vui hơn cả, đó là những chiếc máy bay cuối cùng của địch bị đơn vị chúng tôi bắn hạ trong cuộc chiến tranh vì ngày hôm sau, Sài Gòn được giải phóng. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, xạ thủ Nguyễn Hữu Căn với chức vụ trung đội trưởng lại cùng các đồng đội tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam. Chẳng phải chỉ phi công Việt Nam Cộng Hòa sợ phòng không Bắc Việt, đến ngay cả những phi công tài ba nhất của đế quốc Mỹ còn phải run sợ khi bay vào không phận của miền Bắc Việt Nam. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dẫn hai câu thơ nổi tiếng trong kho tàng ca dao dân ca Việt Nam như sau: "Sự đời châu chấu đá xe, tưởng rằng châu ngã, ai dè xe lăn." Nhiều người coi đây là một nghịch lý phi thực tế, nhưng hãy nhìn vào chiến dịch phòng không của miền Bắc Việt Nam chống trả cuộc tập kích bằng máy bay chiến lược B-52 của không quân Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng cuối năm 1972. Đó là minh chứng rõ nhất cho cái nghịch lý ấy. Xét về mọi mặt tương quan lực lượng, bao gồm cả người và vũ khí, thì đó là một cuộc chiến không cân sức khi cán cân quân sự nghiêng về phía Mỹ. Quý vị thân mến, trong toàn bộ cuộc kháng chiến chống Mỹ nói chung và chiến dịch Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không nói riêng, Liên Xô đã dẫn đầu trong số các nước xã hội chủ nghĩa trực tiếp giúp đỡ Việt Nam đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược. Trong toàn bộ cuộc kháng chiến, đã có 6.359 tướng lĩnh, sĩ quan và hơn 4.500 hạ sĩ quan, chiến sĩ của quân đội Xô Viết sang giúp đỡ quân và dân Việt Nam đánh Mỹ. Có 16 sĩ quan và hạ sĩ quan, chiến sĩ Liên Xô đã hy sinh khi làm nhiệm vụ tại Việt Nam. Nhưng đóng góp thầm lặng của các chuyên gia và cán bộ kỹ thuật Liên Xô luôn được các chiến sĩ tên lửa Việt Nam nói riêng, quân đội và nhân dân Việt Nam nói chung ghi nhớ và biết ơn sâu sắc.